Bánh nổi tiếng gần xa bởi vị ngọt vừa, giòn, xốp, vị bùi và béo ngậy rất riêng. Bánh đa của Kẻ Sạt thì nó tròn này, nó đỏ và nướng lên nó thơm. Bánh đa gấc hôm nay được lắng như này là rất là ngon, giòn, thơm. Ngoài nguyên liệu chính là gạo tẻ, còn được làm từ quả gấc chín. Để làm được những chiếc bánh đa thành phẩm đẹp phải trải qua rất nhiều công đoạn. Yếu tố quyết định đầu tiên là tỷ lệ gạo, gấc, đường phải cân đối, hợp lý. Công đoạn rất quan trọng tiếp theo là tráng bánh. Chiếc bánh phải chín tới, nếu bánh chưa chín, khi đưa ra phơi bánh sẽ dễ bị nứt, vỡ. Công đoạn tráng bánh này là phải tráng bánh thật đều, xoa làm sao bánh tròn đều. Thì nướng bánh ăn nó ngon, nếu mà tráng không đều thì chỗ dày chỗ mỏng thì cháy, chỗ dày thì sống ăn nó rắn. Ngày xưa tôi bắt đầu tráng bánh là học làm bánh này là cũng làm mà hỏng mất một tạ gạo, bắt đầu mới biết làm bánh, mới biết tráng. Nhưng bây giờ là mới được đều như thế này. Cuối cùng chiếc bánh đa gấc tròn trĩnh sau khi phơi khô được đem đi nướng. Lúc này người nướng bánh cần cảm nhận tinh tế độ chín của bánh bằng mắt, bằng tay, thậm chí bằng tai khi nghe những âm thanh lép bép do bánh đa chín nở. Điểm đặc biệt là khi chiếc bánh vừa chín tới vẫn có độ mềm, dẻo. Do vậy rất dễ cho việc cuốn tròn chiếc bánh, cắt ra từng khoanh nhỏ để đóng túi. Bánh đa nhà mình có ngon không? Ngon không quá? Một chiếc bánh đa thành phẩm đạt yêu cầu là có màu đỏ, giòn rụm, thơm mùi vừng, lạc, dừa. Bánh đa gấc Kẻ Sạt cũng khác với những chiếc bánh đa thông thường ở chỗ được cuộn tròn thay vì hình dạng tròn như thường thấy. Cái nghề này thì nó là nghề truyền thống của địa phương, thì coi như các cụ làm bây giờ cũng nối tiếp để làm. Công việc thì cũng có thấy cũng vẫn là coi như nhịp nhàng vui vẻ, coi như là mưu sinh cuộc sống là coi ổn định. Tuy là nghề bánh đa là rất vất vả nhưng mà rất là vui vì mình làm cái nghề truyền thống của các cụ để lại. Nghề làm bánh đa gấc đã có hơn 30 năm tại thị trấn Kẻ Sạt và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đến nay, bánh đa gấc Kẻ Sạt vẫn giữ được vị ngon ngọt không đâu sánh bằng, nước tiếng gần xa và trở thành thứ quả quê không thể thiếu của những người con Hải Dương.